trường của tôi cây xanh rợp bóng mát, những chiều hoàng hôn vang vang tiếng hát từ khắp phương trời sum họp về đây, chung sức chung lòng ta học tập mê say. Tiếng đàn rộn vang bên trang sách mới, tôi tự hào thay tương lai đang chờ đón, những cánh chim hồng bay về muôn nơi, góp sức xây đời muôn phần đẹp tươi. Mái trường văn hóa thắm thiết tiếng cười, ánh mắt yêu đời ươm bao ước mơ. Mái trường của tôi bao tháng năm đi qua, bao mùa hoa nở tự hào thay. Mái trường của tôi, mái trường văn hóa thắm thiết tiếng cười, ánh mắt yêu đời ươm bao ước mơ. Mái trường của tôi. Trao bằng tốt nghiệp cho học viên sinh viên nhà trường.
Trong buổi lễ hôm nay, chúng ta vui mừng được chào đón quý vị đại biểu, khách quý, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và đông đảo các em học viên, sinh viên tới tham dự. Chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Thu Hương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Đinh Công Tuấn, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Hà Thị Thu Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp. Xin trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Phan Tân, nguyên Phó Hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Di sản, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Xin trân trọng giới thiệu các thầy giáo, cô giáo là giảng viên hình giảng, giảng viên hướng dẫn, các nghiên cứu sinh, thạc sĩ của nhà trường. Tới dự buổi lễ ngày hôm nay, chúng tôi còn vui mừng chào đón và giới thiệu các thầy giáo, cô giáo là cán bộ lãnh đạo của các đơn vị trong trường, các cán bộ giảng viên nhà trường, các bậc phụ huynh và các tân tiến sĩ, tân thạc sĩ, tân cử nhân văn hóa. Xin trân trọng giới thiệu và chào mừng toàn thể quý vị. Để mở đầu chương trình và ghi nhận những nỗ lực phấn đấu không ngừng trong học tập và nghiên cứu của các em, học viên, sinh viên, xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Trương Đại Lượng, Trưởng phòng đào tạo quản lý khoa học và hợp tác quốc tế, nên công bố các quyết định tốt nghiệp. Xin trân trọng kính mời thầy. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể các thầy giáo, cô giáo, thưa tất cả các bạn học viên và sinh viên thân mến, sau những tháng ngày học tập rất vất vả, thì hôm nay các bạn đã được nhận tấm bằng cao quý của trường Đại học Hà Nội. Thừa lệnh hiệu trưởng nhà trường, tôi xin công bố các quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tiến sĩ, cấp bằng thạc sĩ của cử nhân và các anh chị. Trước hết, chúng tôi xin công bố quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, số 606 QĐ-DH-VH-HN, Hà Nội ngày 16 tháng 11 năm 2020, quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ. Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, căn cứ quyết định số 3653 QĐ-BVH-TTGR ngày 1 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Căn cứ quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo thông tư số 10/2019 ngày 7 tháng 5 năm 2019 và thông tư số 05 ngày 15 tháng 2 năm 2012 sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo thông tư số 010/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ quyết nghị của các hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường, căn cứ biên bản hội đồng khoa học và đào tạo sau đại học cấp trường họp xét công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ theo đề nghị của Trưởng phòng đào tạo quản lý khoa học và hợp tác quốc tế, quyết định điều 1 công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho 7 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án có danh sách kèm theo. Điều 2 các nghiên cứu sinh được giao nhiệm vụ và được hưởng quyền lợi do nhà nước quy định đối với các học viên có đối với những người có học vị tiến sĩ. Điều 3 quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4 các ông bà trưởng phòng đào tạo quản lý khoa học các quốc tế, trưởng phòng hành chính tổng hợp và các nghiên cứu sinh có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Hiệu trưởng Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Thu Hương đã ký. Sau đây tôi xin công bố danh sách 7 tân tiến sĩ. 1 Hà Chí Cường sinh ngày 21 tháng 6 năm 1972 ngành văn hóa học. 2 Bùi Thị Thanh Diệu sinh ngày 21 tháng 6 năm 1985 tiến sĩ ngành khoa học thông tin thư viện. 3
Bùi Hà Phương sinh ngày 8/1/1985, tiến sĩ ngành khoa học thông tin thư viện. 4. Tiến sĩ Đoàn Thị Thu sinh ngày 14/9/1985, tiến sĩ ngành khoa học thông tin thư viện. 5. Tiến sĩ Hà Thúy Mai sinh ngày 14/7/1985, tiến sĩ ngành quản lý văn hóa. 6. Nguyễn Bá Linh sinh ngày 14/5/1986, tiến sĩ ngành quản lý văn hóa. 7. Nguyễn Xuân Hồng sinh ngày 17/10/1967, tiến sĩ ngành quản lý văn hóa. Tiếp theo tôi xin công bố quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ năm 2020. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng cục Tự do Hạnh Phúc, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, số 360 QĐ-VH-VH-HN, Hà Nội, ngày 22/7/2020, quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ năm 2020. Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, căn cứ quyết định số 3653 ngày 1/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, căn cứ quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo thông tư số 15 ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ quyết định số 873 ngày 7/8/2017, quyết định số 1327 ngày 29/12/2017, quyết định số 733 ngày 25/7/2016, quyết định 1112 ngày 24/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc công nhận trúng tuyển học viên cao học, căn cứ quyết định số 441 ngày 21/6/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc kéo dài thời gian học tập cho học viên cao học khóa 2016-2018, căn cứ biên bản của Hội đồng xét tốt nghiệp đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2017-2019, 2018-2020, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội họp xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ năm 2020 cho các học viên theo đề nghị của Trường Phòng Đào tạo Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế. Quyết định điều 1, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ cho 113 học viên cao học khóa 2017-2019 và 6 học viên cao học khóa 2016-2018 có danh sách kèm theo. Điều 2, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3, các ông bà trưởng phòng đào tạo quản lý khoa học và các quốc tế, trưởng phòng hành chính tổng hợp và các học viên có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Hiệu trưởng Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Thu Hương. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô, thưa toàn thể các anh chị em, tân tiến sĩ, tân thạc sĩ và tân cử nhân thân mến. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để tham dự một sự kiện quan trọng và đặc biệt của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Đó là việc dự lễ trao bằng tân tiến sĩ cho 7 nghiên cứu sinh, 113 thạc sĩ và 564 cử nhân. Thay mặt lãnh đạo trường, tôi xin trân trọng gửi tới quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các anh chị em lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Thưa toàn thể quý vị, trong mỗi cuộc đời, buổi lễ khai giảng hay tốt nghiệp ở bất cứ cấp học nào cũng là dấu mốc không thể quên, bởi nó không chỉ là việc đánh dấu sự trưởng thành của cá nhân mà còn là sự khẳng định năng lực cá nhân trước xã hội. Vì thế, trong buổi lễ quan trọng này, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng sự thành công của toàn thể các anh chị em nghiên cứu sinh, học viên và các em sinh viên đã hoàn thành nhiệm vụ học tập và chính thức được nhận học vị tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân. Đây không chỉ là vinh dự cho bản thân mà còn cho cả gia đình, cơ quan của các anh chị em và cả Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Các tân cử nhân thân mến, thầy cô và các em đã có một năm học đáng nhớ. Sự đáng nhớ ấy không chỉ là những kỷ niệm của thời sinh viên, là những kết quả mà các em đã đạt được trong năm học, mà còn đáng nhớ bởi dịch Covid-19 đã làm cho năm học của chúng ta chậm lại, ngày ra trường cũng chậm lại,
thời sinh viên của các em bất ngờ phải kéo dài thêm trong sự lo lắng của gia đình, của bản thân các em, của thầy cô và của cả xã hội. Nhưng vượt trên tất cả, chúng ta đã thành công. Trong thời gian học tập tại trường, các em đã tích lũy được những kiến thức trong học tập và rèn luyện. Đó sẽ là nền tảng cơ bản và những kinh nghiệm sống đáng quý. Những năm tháng miệt mài đèn sách, hòa mình trong những phong trào sôi động của sinh viên nhà trường, hay những ngày hè theo chiến dịch sinh viên tình nguyện, và cả những sóng gió, những lỗi lầm mà các em gặp phải, tất cả sẽ đều là hành trang để các em bước vào đời, bước vào cuộc hành trình mới một cách tự nhiên và vững chãi. Ngày mai khi ra trường, mỗi người sẽ chọn cho mình một vị trí công tác phù hợp trong xã hội. Các em hãy đem những kiến thức đã thu nhận được trong những năm học ở trường gieo vào cuộc sống bằng chính sức lực, trí tuệ và tâm huyết với nghề của mình, để góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam với nhiều giá trị mới được sáng tạo và bồi đắp. Cô mong các em sẽ là những tấm gương cho các thế hệ sinh viên đi sau noi theo, và hãy nhớ rằng đừng chỉ cố gắng trở thành một người thành công, mà hơn thế, hãy trở thành một người có giá trị. Chúc các em có nhiều đóng góp, nhiều cống hiến cho đời, cho đơn vị công tác và tiếp tục làm nên danh tiếng của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội như các thế hệ đi trước. Và hãy nhớ rằng, Đại học Văn hóa Hà Nội sẽ luôn mở rộng cánh cửa để các em trở về cộng tác, để tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và để cống hiến cho sự phát triển của Đại học Văn hóa Hà Nội thân yêu của chúng ta. Cô luôn tin tưởng rằng, dù khó khăn đến đâu, dù con đường phía trước còn nhiều chông gai vất vả, thì với những kiến thức mà các thầy cô đã tận tình truyền đạt, cùng với sự nỗ lực của bản thân và truyền thống tự hào của sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội, các em sẽ vượt qua đầy bản lĩnh. Và thẳm sâu trong trái tim mình sẽ là những kỷ niệm sâu sắc và tươi đẹp về mái trường, về thầy cô và bè bạn. Các em hãy luôn nhớ rằng, nhà trường vẫn luôn dõi theo mỗi bước các em đi để ngày mai lại tràn ngập niềm vui khi chúng ta gặp lại. Các tân thạc sĩ thân mến, đào tạo thạc sĩ là để bổ sung và nâng cao những kiến thức đã học ở bậc đại học, để hiện đại hóa và cập nhật những kiến thức chuyên ngành, tăng cường kiến thức liên ngành, giúp người học đủ năng lực để thực hiện công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học trong chuyên ngành được đào tạo. Vì thế, tôi mong các bạn sẽ là những lực lượng cán bộ nòng cốt và đầy tiềm năng, có năng lực giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trong lĩnh vực văn hóa học, quản lý văn hóa và khoa học thông tin thư viện. Các bạn hãy luôn xứng đáng với những học phí cao quý mà bản thân các bạn được nhận ngày hôm nay. Việc học tập là liên tục trong suốt cuộc đời. Chúng tôi mong muốn và tin tưởng rằng các bạn sẽ không ngừng trau dồi, nâng cao kinh nghiệm thực tiễn, cập nhật về chuyên môn để xứng đáng với sự tin tưởng của xã hội và trở thành những cán bộ chủ chốt của ngành văn hóa. Đó cũng là niềm tự hào của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, là niềm khích lệ lớn lao cho các thầy giáo, cô giáo và toàn thể cán bộ viên chức nhà trường. Các tân tiến sĩ thân mến, tôi cho rằng buổi lễ hôm nay sẽ mang một ý nghĩa đặc biệt đối với các bạn, bởi nó là minh chứng thuyết phục nhất cho sự thành công của các bạn trên con đường học vấn. Tấm bằng tiến sĩ mà các bạn nhận ngày hôm nay là bằng chứng cho sự kiên trì và lòng say mê khoa học. Và chính điều đó đã giúp các bạn vượt qua một chặng đường gian nan đầy vất vả và thử thách. Nhưng đó mới chỉ là dấu mốc của thành công bước đầu, cái đích mà các bạn còn phải tiếp tục không ngừng công tác tại các khoa phòng của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Các nhà khoa học, các giảng viên thỉnh giảng trong và ngoài trường đã chung tay cùng nhà trường giáo dục đào tạo nên những tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân đủ năng lực, phẩm chất, có ích cho xã hội. Chúng tôi đang mong đợi nhiều hơn nữa sự nỗ lực vượt trội của tất cả chúng ta để Trường Đại học Văn hóa Hà Nội có thể khẳng định ở một tầm vóc mới. Đặc biệt, thay mặt toàn thể cán bộ giảng viên của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình của tất cả các tân tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân
đã luôn chia sẻ, hỗ trợ để chúng ta có kết quả đáng tự hào như ngày hôm nay. Sự thấu hiểu, ghi nhận của quý vị sẽ là động lực to lớn để tập thể thầy cô giáo của trường không ngừng hoàn thiện và ngày càng trau dồi, nâng cao tài đức để trao cho cộng đồng xã hội những tiến sĩ, những thạc sĩ và cử nhân chất lượng cao, đáng được xã hội coi trọng. Cuối cùng, xin được thay mặt Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường một lần nữa xin kính chúc sức khỏe của toàn thể quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, chúc các tân tiến sĩ, tân thạc sĩ và tân cử nhân luôn tràn đầy quyết tâm, chủ động sáng tạo, đạt được nhiều thành công trong công việc và thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng kính mời phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Thu Hương, bí thư đảng ủy, hiệu trưởng nhà trường đã trao bằng cho các tân tiến sĩ. Chúng tôi mời bộ trưởng đại diện trưởng
chi nhiều. Mời tân thạc sĩ Lê Thị Thùy Linh. Mời tân thạc sĩ Võ Thị Quỳnh. Mời tân thạc sĩ Nguyễn Thị Thơm. Mời tân thạc sĩ Hà Minh Đức. Mời tân thạc sĩ Nguyễn Thanh Tùng. Mời tân thạc sĩ Nguyễn Hữu Nghị. Mời tân thạc sĩ Nguyễn Tuấn Quanh. Mời tân thạc sĩ Tô Hạnh Phương. Mời tân thạc sĩ Lương Thế Tài. Mời tân thạc sĩ Nguyễn Văn Sơn. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời cô chụp ảnh lưu niệm cùng các tân thạc sĩ. Mời tân cử nhân Nguyễn Thị Huyền Trang. Mời tân cử nhân Vũ Thị Hồng Dung. Mời tân cử nhân Hoàng Thị Ngọc Mai. Mời tân cử nhân Nguyễn Phan Thanh Huyền. Mời tân cử nhân Nguyễn Thị Ánh.
mời tân cử nhân Vương Yến Vân. Mời tân cử nhân Hà Hiền Anh. Mời tân cử nhân Đỗ Danh Hường. Mời tân cử nhân Phùng Quang Anh. Mời tân cử nhân Trịnh Thu Huế. Mời tân cử nhân Lê Thị Ngọc Ánh. Mời tân cử nhân Nguyễn Thu Hiền. Mời tân cử nhân Ngô Thị Hoài Thương. Mời tân cử nhân Phạm Thị Giang. Mời tân cử nhân Nguyễn Thị Huệ Chi. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời cô hiệu trưởng chụp ảnh lưu niệm cùng các tân cử nhân. Mời tân cử nhân Phan Minh Châu. Mời tân cử nhân Trần Thị Hương. Mời tân cử nhân Nguyễn Thu Nguyên. Mời tân cử nhân Vũ Đoàn Hồng Mai. Mời tân cử nhân Hoàng Khánh Linh. Sau đây ban tổ chức xin trân trọng kính mời cô hiệu trưởng trình bày lưu niệm cùng các tân cử nhân. Wow.
xanh rợp bóng mát, những chiều hoàng hôn vang vang tiếng hát từ khắp phương trời sum họp về đây, chung sức chung lòng ta học tập mê say. Tiếng đàn rộn vang bên trang sách mới, tôi tự hào thay tương lai đang chờ đón, những cánh chim hồng bay về muôn nơi, góp sức xây đời một phần đẹp tươi. Mái trường văn hóa thắm thiết tiếng cười, ánh mắt yêu đời ươm mau ước mơ. Mái trường của tôi bao tháng năm đi qua, bao mùa hoa nở tự hào thay. Mái trường của tôi, mái trường văn hóa thắm thiết tiếng cười, ánh mắt yêu đời.